với phần tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2023, vào sáng ngày hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện và nguyên lãnh đạo các cơ quan cảnh sát nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm tới các cán bộ lão thành và các thế hệ đi trước của lực lượng công an nhân dân. Các đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng các cán bộ hưu trí lực lượng cảnh sát nhân dân vẫn luôn theo dõi sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với các mặt công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân. Đồng thời khẳng định, các cán bộ hưu trí lực lượng cảnh sát nhân dân luôn tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong các mặt công tác công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo bộ, nguyên lãnh đạo bộ, các tướng lĩnh sĩ quan cảnh sát cấp cao qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Bộ trưởng Tô Lâm đã thông tin tới các đại biểu một số tình hình và hoạt động quan trọng của lực lượng công an thời gian qua, trong đó nhấn mạnh tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng công an nhân dân luôn gương mẫu đi đầu trên nhiều mặt như tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, xây dựng bổ sung hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, chuyển đổi số quốc gia, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Về kết quả thành tích của lực lượng cảnh sát nhân dân thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lực lượng cảnh sát nhân dân đã kiềm chế làm giảm tội phạm hình sự, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới, bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang công tác, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân dù đã nghỉ công tác vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia đóng góp cống hiến cho toàn lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng. Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Ngài Đại sứ đã có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Pháp. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, 2023 là năm đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam và Pháp khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, kết nối địa phương. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi Pháp là một trong những đối tác ưu tiên trên cơ sở chân thành, tin cậy, luôn đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Pháp trên trường quốc tế và sự hợp tác hai nước tại các diễn đàn đa phương quan trọng, cũng như ủng hộ tích cực các sáng kiến, ý tưởng của Pháp nhằm góp phần duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Bộ Công an đánh giá cao sự đóng góp của Ngài Đại sứ vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Hai bên đã phối hợp trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin chiến lược, phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo và tập huấn cho các cán bộ thực thi pháp luật không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực về các lĩnh vực như phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xuất nhập cảnh, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nicolas Guarneri bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Pháp-Việt Nam nói chung và giữa các cơ quan chức năng của Pháp với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đồng thời tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được thúc đẩy với những kết quả tốt đẹp. Ngài Đại sứ khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân, sau khi về nước, dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn, trong đó có lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Chiều qua mùng 10 tháng 7, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu và biểu dương tặng quà 75 cặp mẹ đỡ đầu con nuôi tiêu biểu trong toàn lực lượng năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an,
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu thời gian qua. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng và công an cơ sở, nòng cốt là tổ chức hội phụ nữ các cấp và công an cấp xã với vai trò nòng cốt thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi. Các đơn vị có chức năng liên quan thuộc bộ, theo hệ lực lượng, cần tham mưu đề xuất và quan hệ phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Ban phụ nữ và các cấp hội phụ nữ trong công an nhân dân cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa về ý nghĩa nhân văn cao cả của chương trình, động viên hội viên tích cực hưởng ứng tham gia và đồng hành cùng chương trình. Các mẹ đỡ đầu cần tích cực chăm lo hơn nữa và định hướng cho các con vững bước và viết tiếp những ước mơ tươi sáng của chặng đường sắp tới. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong tổ chức hội, hội viên và quần chúng nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức cá nhân trong và ngoài lực lượng đã có những đóng góp thiết thực cho chương trình Mẹ đỡ đầu trong suốt những thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quan tâm triển khai thực hiện chương trình, đưa thành nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em, nghiên cứu, đề xuất chính phủ, ban hành thêm một số chính sách an sinh xã hội hỗ trợ trẻ mồ côi. Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Công an tổ chức cho 75 cặp mẹ đỡ đầu con nuôi tiêu biểu năm 2023 đến dâng hương tham quan văn miếu Quốc Tử Giám. Đây là một hoạt động thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các bậc thánh hiền có công khai mở nền giáo dục Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự buổi lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân và khai mạc triển lãm Lực lượng An ninh Nhân dân sáng mãi bản hùng ca do Bộ Công an tổ chức. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 6 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng các tập thể cá nhân được trao giải lần này, Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng bởi cuộc thi đã thu hút 126 đơn vị công an đơn vị địa phương với hơn 500 bài dự thi, trong đó nhiều cá nhân, đơn vị đã tâm huyết và có nhiều bài chất lượng đạt kết quả cao. Thứ trưởng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân là nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân từ khi thành lập đến nay. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân giúp mỗi tập thể, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị, việc học tập, thực hiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ trao giải, Bộ Công an long trọng khai mạc triển lãm Lực lượng An ninh Nhân dân sáng mãi bản anh hùng ca với 500 hình ảnh và tài liệu hiện vật tiêu biểu. Phát biểu tại triển lãm, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là hoạt động cụ thể nhằm tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ an ninh nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng, khát vọng viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân trong thế hệ trẻ công an nhân dân. Triển lãm diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 7 tại Bảo tàng Công an Nhân dân, số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chiều nay tại Hà Nội, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 6 tháng đầu năm 2023 và nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp được triển khai một cách đồng bộ, khẩn trương, hiệu quả, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan cấp trên. Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp đã nghiên cứu, phát hiện, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiều vấn đề pháp lý quan trọng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp nổi bật trong thành tích gương mẫu đi đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính phục vụ nhân dân và trong xây dựng bổ sung hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự của lực lượng Công an Nhân dân. Thứ trưởng đề nghị đơn vị cần quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.
đặc biệt từ nay đến hết năm, đối với các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, cần khẩn trương tham mưu tổ chức quán triệt triển khai và đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, các đơn vị cần tập trung nguồn lực đảm bảo chất lượng tiến độ xây dựng theo chương trình của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Công an, nghiên cứu báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ cụ thể hóa bằng pháp luật về cơ chế bảo vệ lực lượng công an nhân dân đã được xác định trong nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tham mưu, ban hành, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương, các trường công an nhân dân kê khai kế hoạch thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023 do Cục Đào tạo Bộ Công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. 6 tháng đầu năm 2023, Cục Đào tạo đã tập trung nghiên cứu, ban hành các đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đã đổi mới mạnh mẽ ở tất cả các khâu từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo, đặc biệt đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với thí sinh dự thi đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả. 6 tháng cuối năm 2023, Cục Đào tạo sẽ tập trung phối hợp, hướng dẫn các trường công an nhân dân xây dựng chương trình đào tạo theo danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong công an nhân dân theo quy định, tổ chức hiệu quả hoạt động huấn luyện đầu khóa đối với các học viên, theo dõi hướng dẫn việc tổ chức và huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu của các trường công an nhân dân, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ công an xã, thị trấn giai đoạn 2023-2025, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo thí, kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân năm học 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng an ninh nội địa luôn là một trong những lực lượng trọng yếu của công an nhân dân trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, chống đối, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội. Những cống hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nội địa đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Âm mưu đấu tranh bất bạo động, thực hiện cách mạng đường phố vẫn luôn là ảo vọng của các thế lực thù địch phản động. Hoạt động chống phá của chúng được thực hiện dưới nhiều hình thức, song tích cực nhất là trên không gian mạng. Với chiêu bài lợi dụng các vấn đề phản biện xã hội, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, các sự kiện nóng để tuyên truyền, kích động và lôi kéo, tạo cơ hội tiến hành cách mạng màu, cách mạng đường phố tại Việt Nam. Các cái thế lực thù địch, phản động, chống đối vẫn tiếp tục lợi dụng những vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước cũng như là ở nước ngoài, rồi những cái tiềm ẩn, những cái phức tạp để chống chúng ta. Thí dụ như là những cái mâu thuẫn xung đột giữa các quốc gia, khu vực, rồi tình hình Biển Đông, việc xử lý các cái vụ án tham nhũng tiêu cực, rồi những sơ hở thiếu sót của chúng ta trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật để gia tăng khai thác, lợi dụng chống phá Việt Nam trên mọi phương diện, làm giảm cái uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lực lượng an ninh nội địa đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, chống đối. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các chủ trương, giải pháp, quyết sách về đảm bảo an ninh quốc gia, đối ngoại của đất nước. Đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, kiên quyết không để hình thành điểm nóng. Đồng thời giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Rất nhiều những gọi là những vụ việc, rất nhiều những cái gọi là những cái ta gọi là những cái hành vi vi phạm pháp luật tiếp tay cho thế lực thù địch đã được lực lượng an ninh chúng ta là phát hiện rất kịp thời, và chúng ta có đã đưa ra rồi bằng pháp luật. Chúng ta đã đưa ra xét xử một cách rất là công khai, rất là nghiêm minh. Lực lượng an ninh cũng góp phần là công tác là tuyên truyền, công tác giáo dục để tạo ra cái nhận thức của người dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng là sao, sẵn sàng là để cùng lực lượng an ninh tạo ra một cái gọi là cái thế trận an ninh nhân dân thật sự vững chắc.
77 năm chiến đấu và trưởng thành. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nặng nề, phức tạp, nhiều lĩnh vực có tính chuyên biệt, đặc thù riêng, song lực lượng an ninh nội địa luôn mưu trí, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để nối tiếp những chiến công, thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, quyết tâm xây dựng lực lượng an ninh nội địa trở thành lực lượng đầu tiên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025.